Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
Và các đường chính mùi và được sự nhất chính của chính quyền đội mơ quân vệ tạo động lực của tuần về với ông bà các bậc làm cha làm mẹ các anh chị lại trở về với bữa tiệc của lại gia đình mình cùng nhau chúc mừng hạnh phúc chúc tương lai cho cuộc đời chúng sẽ trong buổi chiều ngày hôm nay vâng xin được long trọng kính mời mời dâu chúng sẽ và lại diện hai bên gia đình mình gia đình nhà trai nhà hồng cho đến tới đầu hoàng hoàng đồng xin chào kính mời mời dâu chúng sẽ chúng ta hạnh phúc lên hai bước đi ạ vâng và cúi đầu chào toàn thể quý ông bà các bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay đi ạ vâng đó chính là chủ nhân của tấm thiệp hồng trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy quay mặt vào nhau và trao cho nhau chiếc nhẫn cưới thiệt thề để nói nên rằng từ ngày hôm nay lôi tân lang và đôi tân lang của chúng ta sẽ chính thức nên duyên vợ chồng xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy quay mặt vào nhau đi ạ vâng chú rể của chúng ta hãy quỳ gối bên trái của mình xuống để tỏ lòng tình cảm lần cao nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để các bác anh chị chứng kiến trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ vâng cô dâu và chú rể chúng ta hãy trao cho nhau và hãy đeo cho cô dâu đeo vào một sát út để mạch máu xuyết vào con tim kể từ nay hai đứa bạn trẻ sẽ không chung cùng không chung không chia không sẻ cho ai sẽ là vợ chồng của nhau vâng và xin các bác anh chị chúng ta hãy đeo một tràng pháo tay nữa đi ạ hạ cần đầu của chiếc mi trường bách cần đầu của chiếc mi trường pha lôi phổ biết nó cảm để cái trắng mi bèn mưa căm chứng mài hạ cần bảy ca khay bảy bền phò bền mía chúc hảo sống làm hạ cần tàu phồn lành bách cần tàu phồn lón lẻ nơ thề các bác anh chị song thân phù mẫu của cô dâu và chú rể cũng có mặt đông đủ trên sân khấu ngay lúc này đây lại diện của gia đình nhà gái cô bố lò văn phòng mẹ bà thị hạnh xin trân trọng kính mời bà bước ông bà bước lên một bước đi ạ lại diện của gia đình nhà trai có bố yến bất nở chị yến anh năm quý mão tại gia đình nhà gái bản đà lao xa xa mượn được sự nhất trí của chính quyền địa phương được sự vun vén của hai bên gia đình được sự đồng tình của cả đôi ương cũng như sự có mặt đông đủ trong buổi trưa ngày hôm nay nhà gái hân hoan mừng rể mới nhà trai hớn hở đón dâu hiền anh đi làm rể em về làm dâu chủ hôn hai họ cùng MC Hoa Núi nhà giàn rất là khang trang và nhà nhiếp ảnh gia quay phim anh Nhàn Văn Ngân cũng có mặt trên sân khấu ngay lúc này xin gửi lời chào đến toàn thể các vị lời chào xin phép được bắt đầu và kính thưa toàn thể quý ông bà các bác anh chị hôm nay đúng ngày đầy tháng tốt gia đình đã tổ chức long trọng mừng bế phong quy cho cô dâu và chú rể giờ vàng ngọc giây phút kim cương đã đến sẽ không để các vị chờ đợi đâu hơn nữa hôm nay mùng 8 tháng 4 năm 2023 tức ngày 18 tháng 2 năm quý mão tại gia đình nhà gái bản đà lao xa xa mừng được sự nhất trí của chính quyền địa phương được sự vun vén của hai bên gia đình được sự đồng tình của cặp đôi ương trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ được chính thức tuyên bố cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay và gia đình hai bên cũng có đôi lời để cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các bậc các vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay rất mong xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình khu đọc cả lên thành ba sân khấu y chúng ta chung thầy có này nữa này em bạn ông ơi rất mong xin trân trọng kính mời chú ạ sau chiếc cô chiếc mê chiếc lại chiếc nồng cú già đàn ai sòng bản thắng na sòng huyện thắng khá chiếc qua sang bón ải qua sầu nam châu khẩu đằng năm phải cắt quả hỏi ta đàn ai xỉn với cái nát dưới bao tiền nó ta xỉn tới dưới xỉn mới phá quẩy trai phải tả cái lai như đủ hình trước khi làm để xem là hết đủ quẩy xin chân hoa cửa hà rớt hoặc gần hà cu xin cái đám bón rồng bón đàn nó sầu mặc mền cánh quan cần năm cái chảnh cái chế cần nhưng với chế trai trai với chế nhưng khi cái tăng tập trung xuống đồi cái thăng mà đi tăng đón áo loa sao thì cái tăng hà đại đi lên tăng
vừa sản xuất trẻ vừa đẹp trẻ nam tôi đang có tổ chức vũ trạch hạnh phúc ở trong mùa thòng nán đó sau bên nào của hòa mía chị đang nuôi họ co họ mè họ kia họ nằm vũ gia giả lai trong bản sáng tao trong rừng bản khá bấy bìa bán cả ma mới đo mỗi hôm ở trong vũ gia cho chị đây có liên quan về xưa hỏi có tăng nào cầu cho ơn cảm ơn chúc cho ở con mẹ hải nông vũ gia giả lai trong bản sáng tao trong rừng bản khá và cả hành bản tướng vì thành khẩu chết cái này sẽ mất thân là kiểm tra ta hoặc chuẩn ăn hai cái bia thì hà này thì thân quả bảo cho hà thân tả bên tôi việc chân năm bón có nào để hai cái bia bên trong này bao khả năng để mà cầu nữa ai trong con em tôi cũng tôi đâu sao bao cảm ơn chuyện năng sống em kính thưa các cụ các ông các bà cô dì chú bác bạn bè thân hữu gần xa thưa quan viên bốn họ hôm nay ngày lành tháng tốt hai gia đình tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu cháu Thư và cháu Tiến được sự nhất trí của chính quyền địa phương và hai bên gia đình chúng tôi hôm nay là tổ chức cho hai cháu thì không biết nói hơn xin cảm ơn các cụ các ông các bà cô dì chú bác bạn bè thân hữu người ta đã vẫn chút thời gian đến dự và chúc phúc cho hai cháu cuối cùng tôi kính chúc các cụ các ông các bà cô dì chú bác bạn bè thân hữu gần xa mạnh khỏe hạnh phúc thành đạt vạn sự như ý và thành công trên mọi lĩnh vực xin trân trọng cảm ơn thành đạt cho hai con xin trân trọng kính mời ạ dạ vâng ạ, xin chào kính mời món quà thân thương nhất của người mẹ đã sinh thành ra cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin chào kính mời món quà hạt đủ đầu của Chim Bích Trường banh banh đủ đầu của Chim Bích Trường ha ha trường mày giảm tò mắt đường phát quan sườn giảm tò mắt sầu mày là hạt đủ đầu chết sỏ phát sỏi bẹp cua phát thẹn căm nghiêng nghiêu mà là xót mư nghiêng sư mà là xót thẹn bất chừng mày là khải đủ sắc hạt khải quay bất chừng mày là phá đủ bất lửa sắc lau khải mà hạt phiền mày hốt các xuống phiền chìa hạt phiền mày hìa xuống mi bạc hạt phiền quất những xuống phiền bằng tề na sum ơi sao con em của biết chừng đành sảnh hùng cả cuộc sống khá hả đủ hảo khăn bằng dứt để em ơi đi hở xong là món đồ tàu đi tăng sẵn kính phừng lẻ nơ và bằng tiếp theo món quà của gia đình bác Tiến Thanh cũng có món quà để dành tặng cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Coi sau món quà của bác Tiến Thanh sẽ là món quà của em trai cô dâu ạ. Xin trân trọng kính mời em trở về sân khấu đi ạ. Sẽ có món quà của đã dành tặng cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất mong xin được với người chồng bây giờ và chú rể xin được kính chúc bác sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Bác xin chào kính mời món quà của em trai, rất là món quà rất là ý nghĩa để dành tặng cho anh chị của mình trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày vui ngày hạnh phúc của anh chị cũng có món quà quý báu nhất để dành tặng. Các bạn anh chị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để cho em trai. Sao bằng cảm ơn món quà của em. Chúc em sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn. Và tiếp theo món quà của bà nội ngoại cũng có món quà để dành tặng cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin chào kính mời món quà của bà ngoại ạ. Ngày vui ngày phúc không gì đẹp và đẹp tình nữa đôi hai đứa bạn trẻ đã tìm hiểu để rồi họ đến từ cuối yêu bằng ánh mắt và đủ cười cho đến buổi trưa ngày hôm nay cũng đã đủ tháng đủ ngày đủ tiền đủ gạo đủ gạo làm chồng đủ công đạp vợ đủ thuốc đủ xe đủ cả hai họ bốn bên để lấy chúc vui và chúc mừng hạnh phúc chúc tương lai cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay bằng món quà bầu nhất của bà ngoại đã dành đồ và dành tặng cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngày vui ngày hạnh phúc của hai cháu xin được kính chúc cho bà sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn và chúc cho hai cháu trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê hát gần tao hồn lành cách gần tao hồn lón. Vâng, xin được tiếp theo món quà của gia đình cô Thảo Vân Thảo cũng có món quà để dành tặng cho hai cháu. Xin được chào kính mời ạ. À.
trời dành tặng cho hai cháu ạ. Trời mẹ chúc hai đứa một đời đoàn son, sao hiền dễ thảo nghe con, bọn quả nhỏ nên tấm lòng son, mẹ tặng hai đứa để nuôi con sau này sớm sinh một gái một trai, các tròn chữ hiếu trọn đời mẹ vui. Và món quà quý báu thân thương nhất của ông của bà của vọng đã dành tặng cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Nước biển mênh mông không dứt đầy tình mẹ, mây trời đồng đồng khóc phủ kín công cha, tầm tàu sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, bắt cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Dạ vâng, cảm ơn món quà quý báu nhất của bà trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được kính chúc bà sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con cháu. Xin được cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Con xin chào kính mời dẫn món quà của gia đình cậu D cũng có món quà để dành tặng cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin chào kính mời gia đình Mợ Hai Lan cũng có món quà để dành cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào kính mời ạ. Mãi xuống lại xuống đi ơi. Thật trương chuyển bác sân 6 ấy nọ. Đi món quà ý nghĩa dành dù để hằng sân phó ta có biên sọc làm và đến hướng điện tàu và điện tàu điện chi bày ạ. Cô dâu của chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay xứng đôi vừa đứa đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn món quà quý báu nhất của cậu và mợ trong buổi trưa ngày hôm nay đã có món quà thân thương ý nghĩa nhất để dành tặng cho hai cháu. Xin được chân thành cảm ơn. Luôn gắn kết yêu thương, Thái Bình, Điện Biên, luôn gắn kết yêu thương.
chú rể chúng ta hãy mở chìa khóa, chìa khóa chai rượu champagne của mình và cùng hãy lắc thật mạnh. Bà cô dâu và chú rể chúng ta hãy cười thật tươi đi ạ. Hôm nay là ngày của mình, hãy cười thật tươi đi ạ. Lắc thật mạnh đi chú rể ơi. Wow, một tràng vào tay của các chị đó. Dạ vâng, xin chào kính mời cô dâu và chú rể hãy tay chung tay rót những ly rượu của mình đi ạ. Rượu nồng là sự ái ơn trong tình yêu, rượu nồng kết nghĩa phù thề, tình ta nồng thắm xung vầy với nhau, cùng chung chung thủy sắc màu tình yêu. Chúc cho hai đời bạn trẻ sang năm sẽ được con trai con gái hoài mầm. Nếu sinh được con trai nhất định phải làm trưởng phòng công ty. Dạ vâng, xin chào kính mời chú rể chúng ta hãy lấy chai rượu thứ hai của mình và lắc thật mạnh như ban đầu, lắc như chưa được lắc bao giờ đấy ạ. Cười thật tươi lên cô dâu của chú rể ơi. Hôm nay ngày hạnh phúc này của mình, mình làm gì cũng là ngày của mình. Rất là tuyệt vời ạ. Xin trân trọng kính mời hai đứa bạn trẻ ạ. Vợ chồng như thể con tầm, cùng ăn một lá cùng nằm một đông. Vợ chồng như thể con ong, con cuốn con quýt con trong con ngoài. Chúc cho hai đứa bạn trẻ sang năm sinh được con trai con gái hoài mầm. Nếu sinh được con trai nhất định phải làm trưởng phòng công ty. Có cơ hội quay phim chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của quý khách hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.